sự thật khủng khiếp về hũ trò rộng của phi nhung sao có thể tha thứ được xin chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất về ca sĩ phi nhung như chúng ta đã biết thì thông tin phi nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và cũng đã có hàng ngàn lá đơn được gửi đến bộ công an để yêu cầu điều tra lại toàn bộ kịch bản giả chết của phi nhung và sáng nay bộ công an lại vừa có thêm thông tin mới về cuộc điều tra Họ cho biết chúng tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp ẩn sau hũ trò cốt của Phi Nhung. Chúng tôi không ngờ rằng Phi Nhung lại có thể làm như vậy được. Cụ thể thì điều gì bên trong hũ trò cốt lại khiến cho cơ quan điều tra phải kinh ngạc đến vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên hãy ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung cụ thể vào sáng nay bộ công an đã có lệnh khẩn yêu cầu phía quản lý của phi nhung cung cấp cũng như giao nộp hũ trò cốt của phi nhung cho cơ quan cảnh sát để phục vụ cho quá trình điều tra và thật bất ngờ bên trong lại không phải là trò cốt mà chính xác hơn đó chỉ là một nắm cát trắng trả lời về điều này phía quản lý của phi nhung thành thật khai nhận đúng là chúng tôi đã bỏ vào đó một nắm cát để nhằm qua mặt dư luận bởi không thể nào để một hũ trò rỗng như vậy được rất dễ bị phát hiện ngoài ra phía quản lý của phi nhung cũng đã thành thật gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì vở kịch đau lòng này đặc biệt những người hâm mộ phi nhung vì đã giấu đi sự thật phi nhung vẫn còn sống sợ mọi người sẽ không chịu được cú sốc quá lớn này hiện tại phía bộ công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc đây và trên mạng vẫn liên tục xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều một bên cho rằng ca sĩ phi nhung giả dạ chết như vậy cũng đúng bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống được tạo ra bởi vị CEO nào đó. Nên việc giả chết vẫn là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn, tránh những điều tiếng không hay về mình. Bên còn lại lại cho rằng, sau khi điều trị xong thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra. Bởi việc giả chết còn làm đám tan giả, lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ là điều không thể chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết vụ việc này. Hiện trên mạng xã hội vẫn luôn tranh cãi không ngừng về sự việc Phi Nhung làm đấm tan giả. Còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về ca sĩ Phi Nhung trong những bản tin sau.